Ngày mai ngày 8 tháng 2, cùng với các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng sẽ long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 tại các trung tâm quận huyện. Đến thời điểm này, các đơn vị địa phương đã trang trí xong lễ đài, chuẩn bị phương tiện đưa đón. Các gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho con em lên đường nhập ngũ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Là thanh niên trúng tuyển và người được chọn đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ giao nhận quân tại quận Cẩm Lệ năm nay, anh Đinh Ngọc Thọ, phường Hòa Thọ Đông chia sẻ, bản thân thấy lo lắng nhưng cũng rất tự hào khi được chọn là người đại diện cho tuổi trẻ trong phường, hứa quyết tâm sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của người thanh niên. Để hỗ trợ cho người con trai lần đầu tiên đứng trước đám đông đọc lời tuyên thệ, vợ chồng anh Đinh Ngọc Hưng phải huấn luyện cho con từng động tác, thái độ biểu cảm, giúp con tự tin, mạnh dạn hơn, tạo tiền đề cho con trước khi bước chân vào quân ngũ. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được phường giao cho trọng trách đứng lên và đọc bản tuyên thệ. Tôi sẽ đại diện cho ban thanh niên phường Hòa Đông đi nghĩa vụ quân sự. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và nhà nước đã giao. Thứ hai là rèn luyện vào tập để sau này ra xuất ngũ tìm kiếm được công ăn việc làm ổn định. Để tạo động lực cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân, trong những ngày qua, các xã, phường, quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp mặt, tặng quà thăm hỏi động viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng gia đình. Đặc biệt năm nay, quận Cẩm Lệ tổ chức tiệc sinh nhật và tặng quà cho 60 thanh niên có ngày sinh trong quý 1. Qua những hoạt động thiết thực nghĩa tình này, giúp các bạn thanh niên trúng tuyển yên tâm vững bước lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận năm 2023 đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ. Hiện nay, chúng tôi đã tổ chức bố trí lễ đài, các khu vực bảo đảm cho tổ chức lễ giao nhận quân, đã triển khai công tác bảo vệ an toàn trong lễ giao quân, cũng như về phương án sẵn sàng dự phòng khi thời tiết trời mưa, chúng tôi chuyển vào tổ chức trong nhà thi đấu Đà Nẵng của quận. Trên địa bàn quận Liên Chiểu năm nay chỉ tiêu giao quân là 179. Đến hiện nay, lực lượng thanh niên đã sẵn sàng nhập ngũ. Tinh thần của thanh niên rất háo hức, khí thế chờ đến ngày nhập ngũ. Về công tác chuẩn bị của địa phương, hiện nay địa phương đã chuẩn bị thì hoàn tất các thủ tục để sẵn sàng cho ngày mai giao quân cho các đơn vị trọng quân. Nói về chất lượng tuyển quân năm nay, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết. Đến giờ phút này thì tất cả các thanh niên trong chuẩn bị cho nhập ngũ ngày mai là xác định rõ cái trách nhiệm. Và cái chất lượng tuyển quân năm nay thì cũng cao hơn các năm trước. Cụ thể như là tốt nghiệp cấp 3 thì hiện nay còn trên 60%. Sức khỏe lộ 1 thì cũng cao hơn. Năm nay có cái mới là tuyển thêm các thanh niên có năng khiếu về cái thể dục thể thao, võ thuật. Và mùa công tác chuẩn bị cho ngày mai, ngày 8 tháng 2, cơ bản các địa phương đang khẩn trương và hoàn thành, bảo đảm tốt. Năm nay, thành phố Đà Nẵng được giao tuyển chọn và gọi 1.308 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 1.012 thanh niên giao cho 7 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 5 đơn vị thuộc quân khu 5 và 296 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.